Quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức quốc tế trên bản tin chính thức của TV nâng tầm kiến thức. Bản tin ngày hôm nay, ngày mùng 4 tháng 5, sẽ có những nội dung chính như sau. Chiến trường Đông Âu tiếp tục bị cày xới nặng nề, Nga ném bầm xuyên bê tông sang phẳng cứ điểm Ukraine tại Kherson. 26 duy vì Nga dội thẳng vào cơ sở hạ tầng Dnipro, đập nát một tòa nhà hành chính trong khu vực. Giữa lúc đó, Moscow cáo buộc Mỹ xúi dụng Kiev tấn công khủng bố Rum Nga tung video xe tăng chiến đấu chủ lực phá tàn sát mục tiêu Ukraine. Thực tế tàn khốc, báo Mỹ thừa nhận hệ thống bảo vệ bầu trời Kiev gần như sụp đổ. Trong bối cảnh đó, Hoa Kỳ lo ngại cuộc phản công của Ukraine sẽ trở thành cuộc tàn sát đẫm máu, mất hoàn toàn cơ hội hất cẳng nga. Zelensky đau đầu giữa hai lựa chọn: đầu hàng hoặc mất lãnh thổ. Sự thật phủ phàng, Mỹ chỉ sử dụng Ukraine như một lãnh thổ cung cấp tài nguyên, không quan tâm đến chủ quyền quốc gia. Ở chiều ngược lại, thêm vũ khí mới chống lại lệnh trừng phạt của châu Âu, dầu Nga hiên ngang chảy ra thị trường với giá vượt trần. Quý vị thân mến, thời gian gần đây, quân đội Nga liên tục đưa bom xuyên bê tông FAB-500 vào chiến trường để thị uy sức mạnh và gây thiệt hại nặng nề cho đối phương trong một đoạn video hé lộ ngày hôm qua loại vũ khí này một lần nữa thể hiện uy lực kinh hoàng san phẳng nhiều căn cứ Ukraine tại khu vực Kherson. Trang Aviapro ngày 3 tháng 5 đã đăng tải một đoạn video trong đó ghi lại cảnh máy bay chiến đấu nga ném bom xuyên bê tông pháp 500M62 vào một căn cứ của quân đội Ukraine tại Kherson. Theo đó một vụ nổ dữ dội đã được ghi nhận sau khi quả bom pháp 500 của nga đánh trúng mục tiêu. Theo Avia Pro, căn cứ trên là một kho đạn cùng một điểm tập trung quân lớn của Ukraine tại Kherson. Toàn bộ căn cứ đã bị sang phẳng sau vụ nổ. Một số chuyên gia quân sự ước tính quân đội Ukraine có thể đã mất từ 100 đến 150 tấn đạn dược và vũ khí sau các mạng tập kích của Nga ở Kherson. Thời gian gần đây, quân đội Nga đã liên tục sử dụng bom xuyên bê tông Pháp 500 để tập kết các vị trí đóng quân của Ukraine. Theo giới quan sát, việc sử dụng bom Pháp 500 là nhằm duy trì cường độ và uy lực của các đợt tấn công từ quân đội Nga, trong bối cảnh kho tên lửa hành trình có độ chính xác cao của nước này đã cạn kiệt. Tuy nhiên, một số chuyên gia lại cho rằng, việc sử dụng những loại bom có khả năng tấn công chính xác như Pháp 500 đã được quân đội Nga tính toán kỹ lưỡng nhằm mục đích tấn công xuyên phá các công sự vững chãi của Ukraine. Trong đêm ngày hôm qua, Thống đốc tỉnh Dnipropetrovsk Shehiv Lysak cho biết, một tòa nhà hành chính ở Dnipro đã bị hư hại khi Nga tiến hành cuộc tấn công bằng máy bay không người lái. Theo ghi nhận, tổng cộng có 26 UAV đã được Moscow sử dụng nhắm thẳng vào cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine. Theo ông Lysak, lực lượng phòng công Ukraine đã bắn hạ 7 máy bay không người lái Shahid-136 do Iran sản xuất trên vùng trời dnipro Tuy nhiên, một máy bay không người lái đã tấn công tòa nhà hành chính, không có thương vong xảy ra, Lysak viết. Lực lượng không quân Ukraine cho biết, tổng cộng 26 máy bay không người lái đã được phóng vào Ukraine trong đêm ngày 3 tháng 5 từ phía bắc của tỉnh Bryansk, phía tây của Nga và từ phía nam trên bờ biển phía đông của biển Azov. Không quân Ukraine báo cáo đã bắn hạ 21 trong số 26 máy bay không người lái. Song song đó, đại biểu Duma Quốc gia Nga từ khu vực Crimea, ông Mikhail Seremes nói rằng, các nỗ lực của quân đội Ukraine khi tấn công bán đảo bằng máy bay không người lái đã được Mỹ phê chuẩn có nghĩa là Hoa Kỳ chính là người đứng đằng sau tiếp tay cho loạt đợt tấn công khủng bố vào Crimea. Trước đó, Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Vedan Patel khi trả lời câu hỏi về lập trường liên quan đến các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất của Ukraine nhằm vào các mục tiêu dân sự ở Crimea và tỉnh Bryansk, nói rằng Hoa Kỳ sẽ hỗ trợ các đối tác Ukraine như họ vẫn làm. Ông Sheremet nói, chính quyền hoa kỳ không chỉ hỗ trợ mà còn phê chuẩn việc tấn công crimea và các vùng lãnh thổ khác của nga việc chính quyền kiev không thực hiện bất kỳ động thái nào nếu không có sự hướng dẫn phê chuẩn và tán thành của các cơ quan tình báo mỹ và anh không còn là bí mật trách nhiệm về mọi việc xảy ra trước hết thuộc về chính quyền mỹ quan chức nga cho biết chính quyền kiev từ lâu đã biến thành một chế độ khủng bố khi tổ chức các cuộc khủng bố và phá hoại trên lãnh thổ nga nghị sĩ nói tính đến việc ukraine hiện nay hoàn toàn do người mỹ chu cấp tôi đề nghị tuyên bố hoa kỳ là nước tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố ngày nay chính hoa kỳ là kẻ gây hấn chính đối với toàn bộ cộng đồng quốc tế sống ký sinh vào các quốc gia và các dân tộc khác theo ông sedemet hoa kỳ từng đóng vai trò siêu cường nên họ sẽ phải đối mặt với một kết cục không có gì vẽ vang sẽ đến lúc nước mỹ và lá cờ sao của họ không còn hiện diện trên bản đồ đất nước ấy sẽ sụp đổ như liên xô đã từng tan rã trong bối cảnh đó, giới chức Nga thông báo đã bắt được 7 người liên quan đến cơ quan tình báo Ukraine đang âm mưu tấn công khủng bố ở Crimea. Cơ quan an ninh liên bang Nga FSB đã chặn các hoạt động của mạng lưới tình báo thuộc Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine, âm mưu tấn công nhằm vào quan chức cấp cao và khủng bố ở Crimea, FSB cho biết hôm nay. Theo FSB, mục tiêu của nhóm nghi phạm là lãnh đạo chính quyền Crimea Sergei Arshinoyev, Chủ tịch Nghị viện Grom Vladimir Konstantinov cùng các quan chức khác và hạ tầng vận tải ở bán đảo. Moscow cáo buộc Roman Maslovets, phó chánh văn phòng tổng thống Ukraine đứng sau vụ việc. FSB đã bắt 7 người, gồm 6 công dân Nga, Ukraine và một người mang hai quốc tịch Ukraine, bungary Nhóm này được cơ quan tình báo Ukraine cung cấp nguyên liệu chế bom, ngụy trang dưới dạng bếp điện từ Bungary qua Thổ Nhĩ Kỳ và Georgia nga thời gian qua nhiều lần cáo buộc quân đội ukraine dùng uav và xuồng tự sát tập kích hạ tầng trên đảo crimea nhưng kiev luôn phủ nhận liên quan đến các sự việc này giới chức ukraine chưa bình luận về thông tin từ fsb chiến trường đông âu không chỉ là nơi chứng kiến nhiều mất mát đau thương của chế độ kiev mà còn là sàn nấu của nhiều loại khí tài tối tân Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một đoạn video quay lại cảnh xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B3 của nước này tấn công các mục tiêu trong chiến dịch quân sự đặc biệt đang diễn ra tại đây. Trong video, xe tăng T-72B3 đang nã đạn vào các mục tiêu của đối phương trước khi nhanh chóng thay đổi vị trí để tránh bị bắn trả đũa. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, các đơn vị xe tăng của nước này có được thông tin về vị trí của quân Ukraine nhờ máy bay không người lái duy vì trinh sát cỡ nhỏ hoạt động trong khu vực. Tuy nhiên, nhà chức trách Nga không đề cập đến thời gian cũng như địa điểm chính xác diễn ra hoạt động của chiếc T-72B3 nói trên. Theo Sputnik, T-72B3 là phiên bản nâng cấp của mẫu xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 có từ thời Liên Xô. So với mẫu xe tăng tiền nhiệm, T-72B3 đã gia tăng sự cơ động, cải thiện đặc tính chiến đấu, khả năng bảo vệ và khả năng kiểm soát, xe được trang bị lớp giáp phản ứng nổ Relic Constat 5, biến nó thành pháo đài di động với khả năng chống lại các loại tên lửa chống tăng, tên lửa dẫn đường và đạn xuyên giáp. Ngoài ra, T-72B3 hiện có thể di chuyển với tốc độ tối đa là 70 km h và tầm hoạt động 500 km. Ngoài ra, xe tăng có thể leo dốc 60%, vượt chứng ngại vật thẳng đứng 0,85 m và vượt qua rãnh sâu 2,8 m các cuộc tấn công bằng tên lửa của lực lượng hàng không vũ trụ nga đã làm cạn kiệt đáng kể kho dự trữ vũ khí của ukraine chỉ trong vài ngày một loạt trận oanh kích vào các nhà kho và trạm trung chuyển đã tước đi kho vũ khí chuẩn bị cho cuộc phản công của chính quyền kiev tạp chí military watch cho biết nga đang phá hủy loại vũ khí khan hiếm và có giá trị nhất của ukraine vào ngày 1 tháng 5 vừa qua, Nga đã nã tên lửa phá hủy một đoàn tàu chở tới 200 tấn đạn dược. Số phận tương tự cũng xảy ra với kho vũ khí của lữ đoàn cơ giới số 127 của lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kharkiv. Tuy nhiên, cơn ác mộng chính đối với Kiev là việc Nga bắt đầu phá hủy nhanh chóng loại vũ khí khan hiếm và có giá trị nhất của lực lượng vũ trang Ukraine, hệ thống phòng không S-300, Máy bay Nga đã phá hủy hai hệ thống S-300 cùng lúc trong cuộc tấn công vào các kho tàng của Ukraine ở Pavlograd thuộc vùng Dnipropetrovsk. Các nhà phân tích cho biết, trận đánh phá diễn ra trong bối cảnh có thông tin rằng mạng lưới phòng không của Kiev đã suy giảm mạnh khả năng sẵn sàng chiến đấu. Việc phá hủy các hệ thống S-300 ngày càng khan hiếm diễn ra sau cuộc không kích thành công tiêu diệt 4 bệ phóng vào ngày 24 tháng 7, cho thấy việc áp chế phòng không đối phương đang là ưu tiên hàng đầu của Nga. Tạp chí Mỹ nhận định, sự tiêu hao nghiêm trọng của các lực lượng Ukraine diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều đồn đoán rằng cuộc xung đột đang tiến đến một bước ngoặt có lợi cho Nga. Trong bối cảnh có những cảnh báo cho rằng các thành phố của Ukraine có thể sớm trở nên bất khả xâm phạm, Nga đã cho thấy hệ thống phòng không bảo vệ bầu trời Kyiv gần như sụp đổ. Các nhà phân tích của tờ Military Watch nhấn mạnh điều này có thể cho phép lực lượng hàng không vũ trụ Nga đóng vai trò lớn hơn nhiều trong những trận chiến tương lai. Chưa dừng lại ở đó, Nhà Trắng còn đưa ra dự đoán của mình rằng cuộc phản công trong kế hoạch của quân đội Ukraine rất có thể sẽ biến thành một cuộc tàn sát đẫm máu. Tờ Washington Post cho biết, giao tranh ác liệt như hiện nay là dấu hiệu của cuộc tàn sát đẫm máu sẽ trở nên tồi tệ hơn sau khi Kiev bắt đầu phản công nhằm chiếm lại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Một thông tin tình báo rò rỉ vào cuối tháng 2 do Washington Post thu được cho thấy, 42.500 binh sĩ Nga và 17.000 người Ukraine đã thiệt mạng trong chiến đấu kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga vào Ukraine. Rob một thành viên cao cấp tại Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại, người đã theo sát cuộc xung đột, nói rằng các lực lượng Nga đã chịu tổn thất đáng kể trong cuộc tấn công mùa đông ở Vuhledar, Kremina, Marinka và những nơi khác với điều này ông gợi ý rằng một cuộc phản công của Ukraine có thể gặp phải những trở ngại tương tự và làm tăng số thương vong cho các binh sĩ Ukraine khi đã mất hoàn toàn cơ hội hất cẳng nga thì trung tá lục quân Hoa Kỳ Daniel Davis viết trong một bài báo cho Nightly fortify nhận định tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky sẽ phải lựa chọn giữa đàm phán hòa bình với Moscow để chấm dứt xung đột hoặc tiếp tục giao tranh mà điều này sẽ dẫn đến việc mất nhiều lãnh thổ hơn vị chuyên gia lưu ý tổng thống ukraine volodymyr zelensky không muốn đồng ý với bất kỳ thỏa thuận nào khiến lãnh thổ ukraine nằm dưới sự kiểm soát của nga nhưng thực tế là ông ấy không có khả năng đẩy lùi hoàn toàn quân đội nga theo sĩ quan mỹ cuộc phản công của ukraine sẽ không mang lại thành công đáng kể nào cho kiev vì lực lượng vũ trang ukraine không có đủ sức mạnh quân sự để chống lại quân đội nga vốn đông hơn về binh lính nhiều vũ khí và trang thiết bị hơn ông davis chỉ ra với những điều kiện này, trong ngắn hạn hoặc trung hạn, Ukraine không có con đường hợp lý để đạt được mục tiêu của mình. Nhiều quốc gia ở châu Âu cũng đã nhận ra Kiev sẽ không thể chiến thắng trong cuộc xung đột và họ muốn ông Zelensky đồng ý đàm phán hơn. Vị sĩ quan này tin rằng nếu xung đột tiếp diễn, Ukraine sẽ mất nhiều lãnh thổ hơn nữa. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Investia được xuất bản hôm thứ Tư, Hoa Kỳ chỉ sử dụng Ukraine như một lãnh thổ cung cấp một số tài nguyên nhất định mà không quan tâm đến việc duy trì vị thế hay chủ quyền quốc gia của nước này. Quan chức an ninh Nga nhận định, người Mỹ cần Ukraine để khai thác tàn nhẫn tài nguyên thiên nhiên của nước này mà không có dân số truyền thống. Bằng cách theo đuổi chính sách kiểu phát xít mới, Washington đã biến đất nước Đông Âu thành một lãnh thổ, với hàng triệu người đang chạy trốn trong một nỗ lực để trú ẩn ở nước ngoài khỏi các vấn đề xã hội, kinh tế và từ sự đàn áp thần đức quốc xã. Theo cách nói của ông Patrushev, dân số của đất nước giảm một nửa là kết quả của 30 năm bất ổn mà Washington tổ chức cho Ukraine. Ông Patrushev nói thêm, ngày nay Nhà Trắng dễ dàng đồng ý tiếp tục cuộc xung đột với Nga, chờ đến người Ukraine cuối cùng. Đồng thời, việc duy trì vị thế nhà nước của mình không nằm trong kế hoạch của Washington. Thưa quý vị, tiếp tục là các diễn biến đáng chú ý. Sau bão trừng phạt nặng nề nhằm áp giá trần vào sản phẩm dầu Nga của phương Tây, Điện Kremlin đã tiến hành nhiều giải pháp đối phó. Hiện các lệnh trừng phạt dường như vô nghĩa, dầu Nga vẫn ngang nhiên chảy ra thị trường với mức giá khó tin 73 đô la một thùng. Mới đây các công ty bảo hiểm tàu chở dầu phương Tây cho biết, kể từ khi G7 đưa ra mức giá trần vào đầu tháng 12 năm 2022, việc mua bán dầu ngày càng trở nên mờ mịt và có thể họ đang vô tình giúp vận chuyển dầu thô của Nga với giá vượt mức 60 USD một thùng. Trong khi lệnh trừng phạt dường như đang làm giảm doanh thu từ dầu mỏ của ông Putin với xuất khẩu dầu thô và sản phẩm dầu giảm 15,6 tỷ USD trong quý 1 năm 2023 so với quý 4 năm 2022. Tuy nhiên, giá xuất khẩu dầu thô của Nga trong quý 1 năm 2023 chỉ ra các vi phạm lệnh trừng phạt và nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết phải thực thi nghiêm ngặt hơn. Các nhà phân tích cho biết, các chủ tàu và công ty bảo hiểm thậm chí còn phải đối mặt với nhiều rắc rối hơn trong việc xử lý dầu thô của Nga nếu giá Urans duy trì trên 60 USD một thùng ông Eric Rockhusen, giám đốc nghiên cứu và tư vấn hàng hải tại Poten and Partner, thừa nhận trong một báo cáo nghiên cứu gần đây, nếu giá dầu thô của Nga vẫn cao hơn mức trần 60 USD một thùng, tình hình có thể trở nên phức tạp hơn. Giới hạn giá cũng đã thúc đẩy sự gia tăng đội tàu chở dầu bóng tối, hiện bao gồm các tàu chở dầu không chỉ vận chuyển dầu của Iran và Venezuela bị trừng phạt, mà còn vận chuyển khối lượng dầu và sản phẩm ngày càng lớn của Nga. Hơn 440 tàu chở dầu trên 30.000 tấn với tuổi đời trung bình là 20 năm đã được xác định và chỉ được triển khai để vận chuyển dầu của Iran, Venezuela và Nga. Một phân tích của Lloyd's List cho thấy vào tháng trước, con số đã tăng hơn 180 tàu chở dầu trong 12 tháng qua khi các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với việc nhập khẩu và vận chuyển dầu của Nga sang các nước thứ ba thúc đẩy việc mở rộng vận tải hàng hải mờ ám và không được kiểm soát. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã bác bỏ các thông tin cho rằng Moscow thiếu đạn dược trong cuộc chiến ở Ukraine. Ngược lại, việc sản xuất hàng loạt các loại vũ khí mới nhất do Tập đoàn Vũ khí Tên lửa Chiến thuật Phát triển đã bắt đầu. Hãng tin Sputnik dẫn lời ông Shoigu trong một cuộc họp với ban lãnh đạo lực lượng vũ trang Nga. Trong cuộc họp với các quan chức quân sự hàng đầu của Nga gần đây, ông Shoigu tuyên bố năm nay lực lượng vũ trang nga đã nhận đủ đạn dược để có thể phá hủy hỏa lực của đối phương một cách hiệu quả người đứng đầu bộ quốc phòng nga cho biết moscow đã thực hiện các bước cần thiết để mở rộng sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự để cung cấp cho các lực lượng của nước này tại ukraine theo truyền thông Nga, tại cuộc họp, Bộ trưởng Shoigu đã đề cập đến việc tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật thực hiện đơn đặt hàng của Bộ Quốc phòng. Đơn vị này cung cấp nhiều loại vũ khí không quân và hải quân để phục vụ cho chiến dịch quân sự đặc biệt, trong đó nhiều loại vũ khí có 102, ông Shoigu nói. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, sau khi kết thúc các giai đoạn phát triển, tập đoàn vũ khí tên lửa chiến thuật của Nga đã bắt đầu chuyển sang sản xuất hàng loạt một số loại vũ khí mới nhất. Bên cạnh đó, tập đoàn cũng vẫn đang tiếp tục tạo ra các mẫu vũ khí hiện có, hiện đại hóa và những mẫu vũ khí hứa hẹn khác. So với đầu năm 2022, số lượng các loại vũ khí cơ bản được mua đã tăng 2,7 lần. Đối với các mẫu có nhu cầu cao đặc biệt, lượng mua đã tăng gấp 7 lần, ông Shoigu thông tin. Kể từ khi chiến sự ở Ukraine bùng nổ, mối quan hệ vốn căng thẳng giữa Nga và Ba Lan đã trở nên tồi tệ hơn. Trong đó Vasava được coi là một trong những đồng minh trung thành nhất của chính quyền Kiev. Giữa lúc này, chính phủ Nga đã triệu tập đại diện lâm thời của Ba Lan nhằm phản đối vụ tịch thu trường học thuộc đại sứ quán của Moscow ở thủ đô Vasava vào cuối tuần trước. Trong một tuyên bố hôm 2 tháng 5, Bộ Ngoại giao Nga xác nhận đại biện lâm thời Jacek Sladilski của Đại sứ quán Ba Lan đã bị triệu tập để tiếp nhận phản đối mạnh mẽ nhất. Hành động thái quá này vi phạm nghiêm trọng công ước viên về quan hệ ngoại giao năm 1961 và xâm phạm tài sản ngoại giao của Nga. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao nêu rõ, theo bộ này, hành động của Ba Lan đặc biệt không có chuẩn mực đạo đức khi ngăn cản trẻ em học hành. Những đứa trẻ mà chính quyền Ba Lan đã trắng trợn đuổi ra ngoài. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cũng nhấn mạnh Moscow sẽ đáp trả qua sau và trường học đang được chuyển đến tòa nhà mới. Hành động của Ba Lan là sự khiêu khích. Bà Zakharova tuyên bố trên Telegram, ngôi trường nằm ở tâm điểm tranh cãi này là nơi dành cho con của các nhân viên ngoại giao Nga. Bà Lan đã tiếp quản tòa nhà trường học vào hôm 29 tháng 4, lập luận rằng Nga đang chiếm giữ bất hợp pháp tài sản của nhà nước Bà Lan. Đáp trả, Nga gọi động thái này là thu giữ bất hợp pháp, Nga tuyên bố tòa nhà thuộc về đại sứ quán của họ ở Warsaw. Tuy nhiên, trong một tuyên bố khác, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukas Jasina khẳng định tòa nhà thuộc về tòa thị chính Warsaw. Thị trưởng Rafal Shakovsky của Warsaw cũng khẳng định ngôi trường không có tư cách ngoại giao và không được bảo vệ bởi bất kỳ quyền miễn trừ nào. Tờ Nikkei Asia đưa tin, NATO có kế hoạch mở văn phòng liên lạc đầu tiên ở châu Á, đặt tại Nhật Bản. Theo tờ báo, văn phòng sẽ sử dụng một nhân viên của NATO và việc khai trương văn phòng có thể diễn ra tại Tokyo vào năm 2024. Báo Nikkei Asia lưu ý, văn phòng sẽ cho phép Liên minh quân sự NATO tổ chức các cuộc tham vấn định kỳ với Nhật Bản và các đối tác quan trọng trong khu vực, chẳng hạn như Hàn Quốc, Úc và New Zealand, khi Trung Quốc trở thành một thách thức mới đối với Liên minh, cùng với trọng tâm từ trước đến nay của NATO đối với Nga. Cũng theo bài báo, Nhật Bản và NATO có kế hoạch nâng cao mức độ hợp tác và hướng tới ký kết chương trình đối tác điều chỉnh riêng của NATO, ITPP, với Tokyo trước hội nghị thượng đỉnh NATO tại Vilnius vào ngày 11 và 12 tháng 7 năm nay. Hiện có các văn phòng liên lạc liên minh tương tự tại Liên Hợp Quốc ở New York, Oxy ở Viên, cũng như ở Georgia, Ukraine, Bosnia và Herzegovina, Moldova và Kuwait. Trước đó có thông tin cho rằng, Nhật Bản dự định thành lập một cơ quan đại diện độc lập thuộc NATO. Cơ quan này sẽ hoạt động tách biệt với đại sứ quán của nước này ở Mỹ. Trong bối cảnh căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên không ngừng leo thang thời gian qua, Hàn Quốc thông báo nâng cấp quan hệ đồng minh với Mỹ dựa trên lĩnh vực hạt nhân. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol ngày 2 tháng 5 cho hay, nước này đã nâng cấp quan hệ liên minh với Mỹ khi ông thông báo với nội các về chuyến công du tới Mỹ trước đó. Tuần trước, Tổng thống Yoon đã gặp Thượng đỉnh Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Washington trong bối cảnh Hàn Quốc đang quan ngại về việc Triều Tiên đang đẩy mạnh chương trình vũ khí hạt nhân trong thời gian qua. Trong khi đó, Mỹ đã cam kết sẽ bảo vệ Triều Tiên với cái gọi là chiếc ô hạt nhân. Quan hệ đồng minh giữa Mỹ và Hàn Quốc đã được nâng cấp dựa trên lĩnh vực hạt nhân, bao gồm các liên minh chuỗi cung ứng công nghệ và khoa học công nghệ. Ông Yoon thông báo với nội các, ông jun và ông biden đã đồng ý trong tuyên bố washington nhằm thành lập nhóm tư vấn hạt nhân để giúp hàn quốc hiểu rõ hơn và có tiếng nói trong kế hoạch dự phòng của mỹ nhằm ngăn chặn và ứng phó với bất kỳ sự cố hạt nhân nào trong khu vực hai lãnh đạo cũng nhất trí lập ra quan hệ đối tác mới về chuỗi cung ứng và khoa học và công nghệ bao gồm an ninh mạng xe điện và pin công nghệ lượng tử hỗ trợ nước ngoài và đầu tư kinh tế Ông Yoon cho biết, cơ chế thiết lập kế hoạch hạt nhân giữa Mỹ và Hàn Quốc sẽ hiệu quả hơn cơ chế của NATO khi nó tạo điều kiện thuận lợi hơn các cuộc thảo luận song phương cấp cao thường xuyên. Và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin quốc tế của TBJS nâng tầm kiến thức. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo.